Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau vụ tai nạn cao tốc ở Cam Lộ, La Sơn, xót xa tìm thấy giấy chứng sinh của con trai trong hành lý. Một vụ tai nạn nghiêm trọng mới đây đã xảy ra trên cao tốc Cam Lộ, La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, Thừa Thiên Huế. Vụ tai nạn đã khiến 11 người thương vong, trong đó có 2 nạn nhân tử vong là vợ chồng anh Cụt Văn Sơn và chị Cụt Thị Phong, sinh năm 2004. Cùng với đó là 9 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Kiểm tra tại hiện trường thì lực lượng chức năng càng đau xót hơn khi phát hiện trong hành lý của chị Phong là tờ giấy chứng sinh của con trai chào đời vào tháng 8 năm 2023. Được biết, đa số những người gặp nạn đều đến từ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Họ là những lao động nghèo đi vào các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Kon Tum để cạo mủ cao su. Theo một người đi cùng kể lại, vợ chồng anh Sơn hoàn cảnh rất khó khăn. Họ mới có con 6 tháng tuổi nhưng phải gửi ở nhà cho ông bà để vào Bình Phước xin đi cạo mủ cao su thuê.